Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin số 150 của VN Youtuber. Các bạn thân mến, trong bản tin số 149, chúng ta đã theo dõi phần 1 của bài phân tích Vì sao Mỹ cần chiến tranh của sử gia Jack Pulver. Qua đó, chúng ta đã biết được Thế chiến thứ hai đã cứu nước Mỹ như thế nào khi nền kinh tế nước này đang trong cơn đại suy thoái vì sản xuất dư thừa. Trong bản tin VN Youtuber số 150 hôm nay, xin mời các bạn theo dõi phần còn lại của bài viết đó để tìm hiểu từ sau Thế chiến thứ hai đến nay, nước Mỹ đã tiếp tục thủ đoạn phát động chiến tranh để làm giàu như thế nào. Sau đây là nội dung, mời các bạn theo dõi. Vào mùa xuân năm 1945, rõ ràng là chiến tranh, nguồn gốc của những lợi nhuận trên trời sẽ sớm qua đi. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Trong số các nhà kinh tế, nhiều người đã tiên tri một kịch bản, tuy còn lờ mờ nhưng vô cùng khó chịu đối với các nhà lãnh đạo chính trị và công nghiệp của Mỹ trong chiến tranh, mua sắm thiết bị quân sự của Washington và ngoài ra không có gì khác đã phục hồi sức cầu của kinh tế. Và nhờ đó, nó không những mang lại đầy đủ việc làm mà còn tạo ra lợi nhuận chưa từng có. Với sự trở lại của hòa bình, bóng ma của sự mâu thuẫn giữa cung và cầu sẽ quay trở lại ám ảnh nước Mỹ. Và kết quả là cuộc khủng hoảng cũng có thể kinh khủng hơn cuộc đại suy thoái của những năm 1930. Bởi vì trong những năm chiến tranh, năng lực sản xuất của nước Mỹ đã tăng lên đáng kể người lao động phải đối mặt ngay lập tức với việc bị sa thải khi hàng triệu cựu chiến binh trở về nhà và tìm kiếm một công việc dân sự kết quả là thất nghiệp và giảm sức mua sẽ làm trầm trọng thêm sự suy giảm cầu nhìn từ góc độ sự giàu có và quyền lực nước mỹ tỷ lệ thất nghiệp sắp tới sẽ không phải là một vấn đề vấn đề là thời hoàng kim của lợi nhuận khổng lồ sẽ đi đến kết thúc như một thảm họa cần phải được ngăn chặn nhưng bằng cách nào chi phí quân sự của nhà nước là một nguồn lợi nhuận cao. Để giữ cho nguồn lợi nhuận tuôn ra hào phóng, kẻ thù mới và các mối đe dọa chiến tranh mới cần thiết phải hiện diện khẩn cấp ngay bây giờ sau khi Đức và Nhật đã bị đánh bại. May mắn làm sao, Liên Xô đã tồn tại. Một nước mà trong suốt chiến tranh đã là một đối tác đặc biệt hữu ích của đồng minh khi đã chia lửa với họ ở Stalingrad và các nơi khác. Nhưng cũng là một đối tác theo lý tưởng cộng sản đã dễ dàng chuyển thành một con ngáo ộp của Hoa Kỳ. Hầu hết các sử gia của Mỹ ngày nay thừa nhận rằng vào năm 45, Liên Xô, một đất nước đã phải chịu đựng nhiều thiệt hại trong chiến tranh, không phải là một mối đe dọa về kinh tế hay quân sự đối với Mỹ. Và rằng bản thân Washington cũng không nhận thức Liên Xô như một mối đe dọa. Các nhà sử học này cũng thừa nhận rằng Moscow đã rất quan tâm đến việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Washington thời kỳ hậu chiến. Thật vậy, Moscow không có gì để chống lại hay để mất từ một cuộc xung đột với siêu cường Mỹ kẻ mà lúc đó đang tràn đầy tự tin với việc độc quyền bom nguyên tử tuy nhiên mỹ cụ thể là các công ty mỹ những người siêu giàu của mỹ rất cần một kẻ thù mới để biện minh cho các khoản chi khổng lồ cho quốc phòng điều mà vốn là rất cần thiết để giữ cho bánh xe của nền kinh tế vẫn quay ở tốc độ cao sau chiến tranh và qua đó giữ cho mức lợi nhuận ở mức yêu cầu hay đúng hơn là ở mức mong muốn tức là một mức cao hoặc thậm chí là gia tăng chúng lên chính vì lý do này mà chiến tranh lạnh đã được tung ra vào năm 45, không phải bởi Liên Xô mà bởi các tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ. Những người mà tổng thống Eisenhower gọi là tinh hoa của các cá nhân và doanh nghiệp biết làm thế nào để kiếm lợi từ kinh tế chiến tranh. Ở khía cạnh này, chiến tranh lạnh đã vượt quá mong đợi của họ. Ngày càng có nhiều thiết bị quân sự được tạo ra bởi vì các đồng minh của cái gọi là thế giới tự do mà thật sự là bao gồm nhiều chế độ độc tài khó chịu phải được trang bị đến tận răng bằng các thiết bị của Mỹ. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Mỹ không ngừng đòi hỏi phải mở rộng và hiện đại hơn với xe tăng, máy bay, hỏa tiễn và cả vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng và các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Đối với các mặt hàng này, Lầu Năm Góc luôn sẵn sàng trả một khoản tiền lớn mà không có những câu hỏi khó khăn. Giống như trong Thế chiến 2, một lần nữa chủ yếu các tập đoàn lớn của Mỹ nhận được các đơn đặt hàng. Chiến tranh lạnh tạo ra lợi nhuận chưa từng có và chúng được đổ vào kho bạc của những cá nhân cực kỳ giàu có như các chủ sở hữu, nhà quản lý hàng đầu hoặc các cổ đông lớn của các tập đoàn. Không nên ngạc nhiên khi mà các tướng lĩnh mới nghỉ hưu của lầu năm góc thường xuyên được mời chào làm các công việc tư vấn cho các tập đoàn lớn chuyên sản xuất thiết bị quân sự và các doanh nhân có liên kết với các công ty này thì thường xuyên được bổ nhiệm làm quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng hoặc cố vấn của Tổng thống Mỹ, vân vân. Cũng trong chiến tranh lạnh, nhà nước Mỹ tài trợ cho các chi phí quân sự tăng vọt của họ bằng các khoản vay và điều này làm tăng mạnh các khoản nợ công. Trong năm 45, nợ công mới ở mức 258 tỷ đô, nhưng đến năm 90 khi chiến tranh lạnh kết thúc, nợ công đã không ít hơn 3,2 nghìn tỷ đô. Đây là sự gia tăng kinh ngạc và nó khiến nhà nước Mỹ trở thành một con nợ lớn nhất thế giới. Đến tháng 7 năm 2002, nợ công của Hoa Kỳ đã đạt tới con số 6,1 nghìn tỷ đô. Washington có thể và cần phải có bảo hiểm chi phí chiến tranh lạnh bằng cách đánh thuế khoản lợi nhuận rất lớn mà các tổng công ty tham gia sản xuất vũ khí đạt được. Tuy nhiên, chưa bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào về một sự việc tương tự như vậy. Năm 45, khi Thế chiến thứ hai sắp kết thúc và chiến tranh lạnh sắp bắt đầu, các công ty vẫn phải trả 50% tất cả các loại thuế. Nhưng trong quá trình chiến tranh lạnh, các phần thuế này đã bị thu hẹp một cách nhất quán và ngày nay nó chỉ chiếm tới khoảng 1%. Điều này xảy ra vì các công ty lớn của Mỹ quyết định được những gì mà chính phủ ở Washington có thể hoặc không thể làm, cũng như trong lĩnh vực chính sách tài khoá. Ngoài ra, các công ty giảm được cánh nặng thuế cũng dễ dàng hơn vì sau Thế chiến thứ hai, các công ty này biến mình thành các công ty đa quốc gia. Như một tác giả đã mô tả về công ty ITT, rằng có trụ sở ở bất cứ đâu và cũng chẳng ở đâu cả. Vì vậy, nó tránh được việc phải trả thuế một cách đầy đủ ở bất cứ nơi đâu. Ở Mỹ, nơi mà họ bỏ túi lợi nhuận lớn nhất 37% của tất cả các công ty đa quốc gia Mỹ và hơn 70% của tất cả các công ty đa quốc gia nước ngoài đã không phải trả một đồng đô la nào tiền thuế vào năm 1991. Trong khi các công ty đa quốc gia còn lại chỉ nộp thuế ít hơn 1% lợi nhuận của họ. Chi phí cao ngất trời của chiến tranh lạnh đã không được đặt lên vai những người hưởng lợi từ nó, nhưng đặt lên những người lao động và tầng lớp trung lưu của Mỹ. Những người Mỹ có thu nhập thấp và trung bình không nhận được một xu nào từ phần sinh lời của chiến tranh lạnh, nhưng họ phải chịu đựng những khoản nợ công khổng lồ mà các cuộc xung đột đó tạo ra. Nói cách khác, trong khi lợi nhuận được tạo ra bởi chiến tranh lạnh đã được tư nhân hóa vào tài khoản của một tầng lớp vô cùng giàu có, chi phí của nó đã gây ra thiệt hại rất lớn cho tất cả những người Mỹ khác. Trong Thế chiến 2, nước Mỹ đã chứng kiến một sự phân phối lại của cái tập thể của đất nước một cách khiêm tốn cho những thành viên ít đặc quyền trong xã hội. Tuy nhiên năm 1989, khi chiến tranh lạnh dần kết thúc, hơn 13% người Mỹ, tức là khoảng 31 triệu người, được xếp vào diện nghèo theo tiêu chí chính thức của nghèo đói. Ngược lại, ngày nay, 1% người Mỹ sở hữu không ít hơn 34% tài sản của cả nước. Không một quốc gia phương Tây nào có sự chênh lệch giàu nghèo lớn đến như thế. Tỷ lệ phần trăm rất nhỏ của những người Mỹ siêu giàu nhìn thấy sự phát triển này là rất thỏa đáng. Họ yêu thích ý tưởng tích lũy của cải nhiều và nhiều hơn nữa, mặc dù tài sản của họ đã rất lớn họ muốn giữ mọi việc theo cách đó, hoặc nếu có thể thì làm cho những chương trình này thậm chí trở nên tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều đó phải đi đến một kết thúc vào năm 89-90 khi chiến tranh lạnh đã chấm dứt. Những người dân Mỹ bình thường, những người biết rằng họ đã phải chịu chi phí cho cuộc chiến này, đã hy vọng một cổ tức hòa bình. Họ nghĩ rằng tiền của nhà nước đã chi cho chi phí quân sự bây giờ có thể được sử dụng để mang lại lợi ích cho họ, chẳng hạn trong các hình thức bảo hiểm y tế quốc gia và lợi ích xã hội khác năm 92, Bill Clinton đã thực sự giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống bằng cách vẽ ra một triển vọng về chương trình y tế quốc gia mà tất nhiên là không bao giờ thành hiện thực. Một cổ tức hòa bình là không quan tâm gì đến tầng lớp giàu có của quốc gia, bởi vì việc cung cấp các dịch vụ xã hội của nhà nước không mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp và tập đoàn và chắc chắn là không sinh ra siêu lợi nhuận như các chi tiêu quân sự nhà nước. Một cái gì đó phải được thực hiện và phải thực hiện nhanh chóng để ngăn chặn việc khép lại các chi tiêu quân sự Mỹ hay đúng hơn là các công ty của Mỹ đã mất đi kẻ thù hữu ích của nó là Liên Xô cho nên cần gợi lên những kẻ thù và các mối đe dọa mới để biện minh cho mức chi tiêu quân sự cao. Chính trong bối cảnh này mà vào năm 90, Saddam Hussein xuất hiện trên sân khấu giống như một loại âm mưu trong tiểu thuyết. Nhà độc tài này trước đây đã được Mỹ coi như một người bạn tốt và ông ta đã được trang bị đến tận răng để có thể tiến hành một cuộc chiến khó chịu đối với Iran. Chính Hoa Kỳ và các đồng minh như nước Đức Ban đầu đã cung cấp cho Saddam tất cả các loại vũ khí. Tuy nhiên, Washington đã rất cần một kẻ thù mới và đột nhiên Saddam bị coi như một Hitler mới và một cuộc chiến chống lại ông ta cần phải được tiến hành khẩn trương. Tổng thống Bush cha là người đã phát hiện ra kẻ thù mới hữu ích này của Mỹ và là người đã tung ra chiến tranh vùng Vịnh. Trong đó Baghdad đã bị mưa bom và các tân binh không may mắn của Saddam đã bị giết chết trong sa mạc. Con đường đến thủ đô Baghdad rộng mở, nhưng đường đi đến chiến thắng của thủy quân lục chiến Mỹ đã bị loại bỏ bất ngờ. Saddam Hussein được giữ lại để mối đe dọa do ông ta tạo ra có thể một lần nữa biện minh cho việc nước Mỹ duy trì vũ trang. Những khoản chi tiêu không ngừng tăng lên trong những năm 90. Trong năm 1996, chi tiêu quân sự lên tới không dưới 265 tỷ đô. Nhưng khi tính thêm các chi phí quân sự không chính thức hoặc chi phí gián tiếp, tổng cộng chi phí quân sự của năm này lên đến 494 tỷ đô, tức là mỗi ngày nước Mỹ chi tiêu 1,3 tỷ đô cho quân sự. Tuy nhiên, với chỉ một con ngáo ộp sát đam dễ dàng bị chế ngự Washington thấy cần thiết phải tìm một kẻ thù mới và một mối đe dọa mới Somali tạm thời được xem là đầy hứa hẹn nhưng một Hitler mới được xác nhận ở bán đảo Ban Căng trong con người của nhà lãnh đạo Serbia Milosevic Trong thập niên 1990 và sau đó xung đột ở Nam Tư Cũ đã cung cấp cái cớ cần thiết cho sự can thiệp quân sự hoạt động ném bom quy mô lớn và kích thích mua vũ khí nhiều hơn, mới hơn Nền kinh tế chiến tranh do vậy tiếp tục vận động sau khi chiến tranh vùng vịnh kết thúc. Sau khi bút con lên làm tổng thống Mỹ, có vẻ đôi lúc ông ta đã coi Trung Quốc như một kẻ thù mới của Mỹ. Tuy nhiên, một cuộc xung đột với người khổng lồ Trung Quốc tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hơn nữa, hầu hết các tập đoàn lớn của Mỹ đều kiếm tiền dựa trên giao dịch với Trung Quốc. Một mối đe dọa khác ít nguy hiểm hơn và đáng tin cậy hơn đã được yêu cầu để giữ cho các chi phí quân sự ở một mức độ đủ cao. Phục vụ cho mục đích này, bút và Donald Rumsfeld và các công ty có thể đã không mong ước gì hơn sự kiện 11 tháng 9. Rất có khả năng là họ đã nắm được việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn, nhưng họ chẳng làm gì để ngăn chặn chúng, vì họ biết họ sẽ có thể hưởng lợi từ chúng. Trong mọi trường hợp, họ đã tận dụng cơ hội này để quân sự hóa Mỹ hơn bao giờ hết, để dội bom lên những người không liên quan gì đến sự kiện 11 tháng 9, và nhờ đó mà các tập đoàn làm ăn với Lầu Năm Góc đã bán được rất nhiều hàng. Bút tuyên bố chiến tranh không phải trên một đất nước, mà là chống khủng bố trong thực tế, khẩu hiệu của cuộc chiến chống khủng bố có nghĩa là Washington có quyền tiến hành chiến tranh trên toàn thế giới và vĩnh viễn với bất cứ ai mà Nhà Trắng định nghĩa như một kẻ khủng bố. Và nhờ đó, sự kết thúc của chiến tranh lạnh đã dứt khoát được giải quyết. Từ nay về sau, đây sẽ là điều để biện minh cho chi phí quân sự ngày càng tăng. Số liệu thống kê cho thấy, năm 96 chi tiêu quân sự Mỹ là 265 tỷ đô, nhưng dưới chiều đại bút con, năm 2002, Lầu Năm Góc đã chi tiêu 350 tỷ đô. Sang năm 2003, Tổng thống hứa 390 tỷ đô, nhưng hầu như chắc chắn con số sẽ lên đến 400 tỷ đô. Sự kiện 11 tháng 9 cung cấp cho Bush một cái cớ để tiến hành chiến tranh bất cứ nơi nào và chống lại bất cứ ai mà ông ta chọn. Chúng ta không thể giải quyết ở đây một cách cụ thể các lý do đặc biệt mà chính quyền Bush muốn chiến tranh với Iraq của Saddam Hussein và Triều Tiên. Một lý do chính là Iraq có chữ lượng dầu lớn mà các công ty có liên hệ mật thiết với Bush và những người phụ tá của ông ta đang thèm khát. Cuộc chiến ở Iraq cũng là một bài học cho các nước thuộc thế giới thứ ba không nhảy theo giai điệu của Washington và là một công cụ để làm suy yếu các chống đối trong nước. Các bạn thân mến, trên đây là nội dung lược dịch phần còn lại của bài viết Vì sao nước Mỹ cần chiến tranh của sự gia Jack Bomber. Bằng những phân tích của bài viết, chúng ta đã nhìn thấy rằng nước Mỹ liên tục cần chiến tranh để duy trì lợi nhuận cao cho giới siêu giàu những kẻ mặc dù không giữ một chức danh nào trong chính quyền Mỹ nhưng lại có vai trò quyết định chính sách của nước này từ hậu trường. Thưa các bạn, điều đáng tiếc là trong bài viết này, tác giả đã không liệt kê cuộc chiến tranh ở Triều Tiên và cuộc chiến tranh Việt Nam mà Mỹ tiến hành. Đặc biệt là chiến tranh Việt Nam, trong 21 năm dính líu vào Việt Nam và 10 năm trực tiếp tham chiến. Tuy tiềm lực kinh tế nước Mỹ bị khánh kiệt, nhưng hẳn là cuộc chiến này đã mang lại những lợi nhuận khổng lồ cho giới tài phiệt Mỹ, nhất là giới ngân hàng và giới tư bản công nghiệp. Một kẻ thì cho chính phủ vay tiền để mua vũ khí, còn một kẻ thì sản xuất vũ khí để bán cho chính quyền. Cũng xin lưu ý các bạn rằng, vấn đề cơ bản mà nhà sử gia Jack Pomer muốn chỉ ra qua bài viết rất dài này là sở dĩ nước Mỹ cần chiến tranh là vì giới tài phiệt đang chi phối chính quyền muốn có chiến tranh để tài sản của họ sinh đẻ nhanh hơn, nhiều hơn, còn mặc kệ những tầng lớp nhân dân Mỹ khác sống chết ra sao. Mặt khác, mọi chi phí chiến tranh đều được thanh toán dựa trên tiền đánh thuế người lao động Mỹ có nghĩa là giới siêu giàu thì kiếm tiền dựa vào chi phí chiến tranh, nhưng các tầng lớp nhân dân Mỹ thì phải trả cho chi phí ấy qua các khoản thuế mà họ phải nộp. Cần nắm vững như vậy để không lẫn lộn thực chất của vấn đề. Thêm một vấn đề nữa là, thực tế từ 2003 đến nay cho thấy, sau khi Saddam Hussein bị diệt, rồi Bin Laden cũng bị diệt, nước Mỹ bắt đầu xây dựng Trung Quốc và Triều Tiên thành một mối đe dọa mới bên cạnh mối đe dọa truyền thống là Nga. Do đó, ngân sách quân sự của Mỹ đã gia tăng liên tục qua các năm và đến nay đã ở khoảng 500 tỷ đô la một năm. Với đặc điểm giới tài phiệt Mỹ luôn kích động chiến tranh để thu lợi như vậy, chúng ta cần phải cảnh giác điều gì đối với sự tham gia của Mỹ vào tình hình Biển Đông? Sự tham gia của Mỹ vào vùng biển này mang đến những nhân tố thuận lợi gì và tiềm ẩn những rủi ro nào cho Việt Nam? Những điều này xin hẹn các bạn trong bản tin VN YouTuber số 151. Bản tin VN YouTuber số 150 hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.